Bây giờ mình cần đi ngủ một tí. À, ôi đi ngủ mà, trời ơi đi ngủ. Còn alien nó đi ngủ chi vậy? Ui, có ai không? Nguy hiểm. Ôi mình đang đi ngủ mà gặp alien luôn mới chịu chứ. Ôi lầy dễ sợ. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello xin chào mọi người. Mình là Kia, thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi trò Incursion. Thì trò này là mình sẽ human đấu với alien á. Ok, thì sẽ có một người được chọn ra làm alien, hoặc là nó có nhiều mod lắm. Nói chung mình cũng chưa có tìm hiểu hết game này. Bây giờ mình và Vami sẽ chơi game này để mà hiểu rõ hơn nữa. Ok, bây giờ bắt đầu loading map rồi nè, chuẩn bị vô game rồi. Ơi, tao là human. Mày lấy gì, mày lấy gì? Tao là human. Tao cũng human, tao human luôn nè. Chắc không? Lấy AK ra, ừ. Tao sợ mày chi mày, riết mất lòng tin nghe mày. Phải luôn luôn tin tưởng. Oh, cẩn thận, cẩn thận. Cái này là không phải xuất hiện alien đâu nha. Mày có phải là cái thằng ảo, thằng giả không vậy? Tại vì trong đây nó cái mod này theo như con nhìn á là nó sẽ có một thằng nó giả đó. Giả hả? Không, tao là người, tao có ba cái súng nè. À, mày không. Mày giả nha. Không. Thằng alien nó cũng có thể giả được, tại vì thằng alien nó tại vì thằng alien á là nó sẽ đúng rồi, nó cũng có súng luôn nhưng mà nó không có đạn dự phòng, hiểu không? Nó chỉ có bắn một lần một duy nhất thôi. Joystick hả? Ôi, nó mới vừa giết xong một thằng nào vậy? Gì ghê vậy? Ê, ở trong đây có một thằng bị chết nè, tao nghi con nhỏ này alien nè. Không biết. Hên xui lắm, nhưng mà khi mà nó chết á thì nó sẽ biến lại thành alien bình thường. Nên là bây giờ phải cẩn thận. Ôi. Tao giết nó mà tao chết luôn rồi. Ủa vãi chưởng. Mày chết rồi hả? Phòng đó là, ừ, tao chết rồi, nãy trong phòng có hai người mà con này mất máu mà thằng kia thì chết, tao nghĩ nó là alien. Ồ, không phải nha, khi mà mày bắn bậy mày cũng có khả năng là mày biến thành alien á, mày cũng có khả năng là mày chết á. Nói cái mặt nó gian cái gì? Một thằng chết. Chết chưa? Mày đâu rồi? Ok, nó chết rồi. Rồi, tao thấy alien màu đỏ nè cu. Giờ tao đang là god á. Không, mày ngó xuống góc phải dưới là mày sẽ thấy là mày có thêm, là mày sẽ biến thành alien á. À, góc trái dưới chứ lộn. Ok, có thể, có... À, thôi rồi. Cái này có thể là... Ý, ôi, hú hồn. What the hell? Ôi. Ok. Hết. Ô, má, coi quay lại, coi thấy nguyên thằng alien hết hồn luôn. Ôi, cái đồ gì kỳ cục vậy? Rồi, thêm một thằng alien á. Rồi, cái đường này sao quá sai rồi. Nhìn chóng mặt quá. Mày à con. Ok, giết thêm được một thằng alien nữa. Không biết cái nhiệm vụ trong này của mình là cái gì đây nữa. Trời, chóng mặt dễ sợ luôn á. Nó cho vô cái đường cống mà nhìn đâu cũng giống như đâu á. Ui, sau lưng kìa. Ôi, Neil Armstrong nữa chứ. Trời, what the hell, alien Neil Armstrong kìa. Ôi. Ôi, đi bên phải rồi. Ôi, kinh khủng. Ôi, hồi sinh gì kỳ cục quá vậy. Ừ, mày hồi sinh là mày sẽ biến thành alien ấy. Trời, ok, ra được rồi, mừng quá. Ôi. Bây giờ tao đang ở đâu vậy? Tao cũng không biết luôn nè. Mày là alien hả người? Tao vẫn còn là người. Nhưng mà hiện tại giờ tao đang bắn, tao đang giết mấy thằng alien nè. Nhưng mà tao không biết cái nhiệm vụ của tao là cái gì luôn. Ui, bắn rác trời. Ủa? Ủa? Bắn rác quá vậy? Mày hả? Tao mới giết. Ui, anh đẹp trai, anh đẹp trai. Ôi, anh đẹp trai, anh kinh quá, anh đẹp trai. Được. Đi, đừng có bắn bậy. No. Đợi tao mày, ra lại nè. Shit. Kiếm đường ra lại nó chứ làm khó. Ôi, cái thằng này là alien. Oh man, trời, nó là alien, nó ẩn giấu mình kìa. Oh shit. Đê kỵ thiệt chứ. Ôi, tao không ngờ là tao sống cuối cùng luôn mà tao bị nó giết. What the hell? Tao bị chết bởi một đứa luôn, cùng một đứa luôn. Tao bắn nhầm tao chết. Ai kìa, mày bắn nhầm, mày hay quá, mày bắn nhầm. Bây giờ còn có mình tao à. Quái là. Ok, bây giờ để vô trận thôi. Ok. Trời, ok. Mày là gì? Tao là người. Mày là gì? Rồi, con nghe mùi là có biết rồi. Thằng quỷ và mi là nó là alien. Người má ơi. Người ai biết được. Ui, cái gì vậy? Tao phải giả bộ tao cười cho nó sinh động hiểu không? Ủa sao thằng này nó giết người bậy vậy? Mày đang đâu rồi? Ở trong phòng hay gì? Ở trong phòng máy tính hay gì? Không biết nữa, nhưng mà hiện tại giờ có thấy thằng này nó đang giết bậy nè. Tính ra đi, nhìn ba khó. Ôi, hú hồn. Ôi, tự nhiên đèn nó tắt bất chợt luôn á.
Tao đét có ai không? Giờ đi lên. Ê mày đang ở đâu vậy? Tao đang trong toilet, toilet nữ á. Vãi, đi đâu vô cái chổng hay vậy? Tao là người mà ba. Ủa, đúng rồi, toilet nữ. Toilet nữ mà người cái gì? Mày đùa à? tao là toilet nữ, tao là nữ mà. Ủa vậy hả? Mày là nữ. Nhân vật nữ mà. Mày đứng tới tao mày alien nha, mất lòng tin nha mày. Không. Trận này tao không phải là alien. Trận này tao là người. Nhưng mà trận này tao không biết ai là alien, ai là người ẩn giấu luôn nè. Tao đang ẩn à. Ok. Mày đang ở trong toilet hả? Bắt đầu tao ra rồi ạ. Ủa sao mày ok, tao nghe nghi ngờ quá vậy? Mày đâu? Mày mày con gì? Mày con gì? Tao con Joe Hauer á. Ừ. Ra đâu gặp mặt đi. Ôi hú hồn. Ôi má ơi. Ôi bây giờ không biết ai là thù ai là bạn luôn á. Tao trước mặt mày kìa, tao là nữ trước mặt mày kìa, mày là thằng tóc đen đúng không? Ashley Murphy vậy hả? Đang đứng chung mày á. Rồi đi theo tao đi. Có đứa nào bắn là phải bắn nó liền nha. Có người đi sau lưng. Ê sau lưng kìa. Đừng bắn. Bắn cần gì thôi. Hay quá. Bắn cần gì thôi. Lượm đạn đi. Lượm súng chứ phải lượm đạn. Không, lượm đạn nữa. Mấy đạn này phải lượm. Rồi, hãy rồi. 30 trên 6 chết cha, còn có 6 viên, còn 30 viên với 6 viên à. Ê, cẩn thận sau lưng kìa. Rồi. Hay quá. Ê, tao nghi ngờ cái con này là alien nè. Con đó đó hả? Cười, khoan bắn. Canh chừng nó đi, khoan bắn nha. Sau lưng kìa. Ok. Phải không? Tao không biết, nhưng mà hiện tại giờ tao chỉ mày bấm chữ E vô người coi đi, Rồi bấm chưa? Nó hiện ra chữ chết á, thấy không? Hiện gì? Lắc quá không nghe gì hết. Chữ chết á, chết kìa trên đầu coi đấy. Chết thì. Cái đó là nó. Ơi, có alien kìa. Giết nó. Bên kia nữa. Rồi, chết rồi. Mày quá, bắn nó con nó kìa. Nó hết đạn. Bắn đi. Rồi, ok, nó chết rồi. Mém siêu hoàn thành rồi. Lụm đạn. Ủa đạn lụm không được, chết cha rồi. Gì, không, coi chừng tùy đạn nha, không phải đạn nào cũng lụm đâu. Đợi xíu để coi scan này là gì đây coi. Ê, đừng có bắn. Bắn nó. Ủa, tao chết kìa, what the. Hay quá, tao hết đạn luôn rồi cu. Rồi, mày, ê, có đứa sau lưng nữa kìa. Tao là người á. Tao scan xong tao là người. Rồi nó ra nữa kìa, chạy đi. Trời sao dài vậy? Chết cha rồi. Mày chết rồi hả? Thiệt cái tình nó bắn dài quá. Phải thật. Rồi tao hết đạn luôn rồi đó. Thôi nói chung là chết với tay ai kỳ chứ chết với tay bạn mình không kỳ đâu. Qua đây, tao cào cho một cái. Đó, chết thì. Rồi. Phải thật. Mày dám giết tao thằng Vami. Ok, đây là một phút dành cho Fanat. Thì Fanat lần này là của bạn Nam Phương. Bạn đã dạy cho mình skin của mình. Và hình như bên phải là cái mình đang chơi Zombie Root thì phải, đang bị zombie dí nè. Ok, bạn vẽ rất là đẹp. Thì mình rất là trân trọng những bạn nào vẽ những cái hình như thế này. Mình cũng có, mình sẽ đưa lên hết. Nhưng mà hiện tại giờ fan này rất là nhiều, nên là mình sẽ đưa lên từ từ. Thì mọi người cũng sẽ thấy được cái fan này của mình thôi. Thì ok, thì bạn nào có fan này thì hãy gửi vô phần tin nhắn của fanpage. Mình sẽ lựa chọn và đưa lên video mỗi ngày nhé. Rồi, mình sẽ quay lại game thôi. The hell. Ôi ơi, thì cần chứ. Chết dài, thôi chết với bạn đi. Vãi rồi. Ok, giá này thắng. Rồi, hết trận luôn rồi. Rồi, cố gắng sống sót luôn mà sống cũng không nổi nữa. Rồi, coi giết được 8 đứa, coi đứng top luôn kìa. Coi giết được 8 đứa, mày giết được mấy đứa? Ủa, mày đâu? Tao ở dưới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tao thấy rồi, mày giết được có 2 đứa vậy. Ủa mày đi mày hỗ trợ tao mà mày giết được có 2 đứa vậy. Ủa tao bắn quá trời, không biết sao có 2 đứa kìa tao. Đợi dán sao đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô trận thôi. Bên mày có lắc không vậy? Có. Nó tao lắc kinh khủng rồi, tao chỉnh cấu hình xuống thành một cục rồi đó. Ô
Ok, mày là gì? Rồi nghe người đi, rồi đi chỗ khác chơi đi. Tao nghe, đừng 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 có lại gần tao nha. Tao là Alien đang hóa thân thành người đó. Nhiệm Ủa nó vụ của cao tao là vậy đi vậy? giết người đó. Ôi, trời. Gì vậy? Tao Mày nói mới vô mà cao, nó bị cao ăn hành rồi vậy? hả? Ê, thì cái tình nè. Có luôn hả? Ai vừa mới vô cái nào nó đứng sau lưng tao liền luôn. Vãi luôn. Xin lỗi, đồ quá nhỏ. Mày chết chưa? Rồi tao biến. Chết rồi, tao biến thành đồ chơi rồi. Nó quýnh mà nó có một Ok, kỹ bây giờ thuật là nha mình mày. sẽ giết Nó quýnh luôn cái này nó quay. này Cái nó mày quay. à con Cái nó quay. mày à con Ok, giết được hai thằng rồi. Yeah, hay quá, tao giết được hai thằng rồi. Rồi tao mới giết thêm được thằng nữa. Ủa đâu đâu? Ủa? Ơi, Gì vậy? hú hồn. Ủa mày hả? Mày à con ơi. Màu xanh. Yeah, hay quá, tao giết được thêm được một thằng nữa. Tại vì tao là alien mà, nên là tao giết ai cũng được hết á. Mà mấy thằng alien nó không giết tao được. Tại vì tao tao với nó là cùng team. Có thằng tàng hình ghê, có thằng tàng hình ghê. Đâu 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 Ôi đâu cái thằng nào súng tàng này hình? tàng ghê, hốt nữa. Cái Đây này, cái súng lái có này. một thanh niên. Ủa, Mày hả ủa con? đâu Mày hả con? rồi? Mày hả con? Mày hả con? Ok. Mình giết được nó, trời ơi, nó lụm quá trời đạn luôn. Wow, thanh niên này kinh Ủa? thật. Đừng có ai không? Không có ai Ê, không? mày coi thử còn đứa nào là người không? Người hả? Mày không nhìn được hả? Không không, tao nhìn không được, tại vì tao là người, tao là alien Đi theo hết tao, đi theo tao, đi theo hiện tao, đi thân theo với người, tao. tao biết mày là ai đâu. Để theo tao, tao đầu chọc nè. Thằng nào cũng đầu trọc hết bố, sao biết được đứa nào? À, đi theo thằng alien là tốt nhất. Đó, mày bự, mày bự, mày bự, Yeah, mày hay bự, quá. chết rồi, he he he, tao Còn chết đứa nào rồi. nữa, còn đứa nào Có nữa, gì hết đâu. chưa? Từ từ để coi bản đồ coi, hết thấy đường rồi. Hiện... H hết chưa? Hay... còn 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 đứa nào nữa không? Còn đứa nào nữa không? Còn này hình Ừ, như tao thấy hết thấy nè. rồi. Còn không? Đó, Tao còn thằng thấy. bên kia kìa. Đâu đâu? Tao Đứng không có sau, thấy đi theo mà. ngoài phải. Rồi, đi theo tao, đi theo Tao tao, là tao hằng sau hiện lưng mày thân nè. mà sao tao thấy được? Tao sau lưng mày là Ủa vậy hả? ba. Ừ, rồi, quay phải luôn nha, nó hướng mình phải á. Đâu? Đó, đó, thì thấy liền. Ở phòng kia rồi, phòng kia rồi, đó mà vô cái thấy liền á. Ok, tao đang giết nó Rồi, đây. nhường cho tao, nhường cho Đấy. tao, nhường cho Yeah, tao. hay quá, Alien Yeah, win rồi. thắng rồi. Ôi, coi hiện thân. Ôi, hiện thân mà cũng may là có mấy người này giúp đỡ. Ai. Khá là Tao điểm hay. thúi cho bà. Hả? Cái gì Tao điểm gọi là điểm thúi? thúi cho bà. Ít ra tao cũng đứng top. Ủa, tao Ừ. đâu? Mày hạng nhì rồi cô. Tao đứng cuối luôn chứ hạng nhì gì? Ủa, có lộ Ủa mày hạng vậy? Sao coi như tao nhì đứng kìa, hạng có đứng. nhì tao đứng hạng bờ hạng tư á. Ủa, tao đứng hạng nhì hả? Ừ mày hạng nhì tao hạng tư á. Tao lên hạng rồi đó. Ủa vậy? Ủa? Hạng gì? À không không không, tao nói trong cái bản Mass Reshow á. Tao đứng, tao không giết được đứa nào hết mà coi còn bị trừ 130 mấy điểm nữa nè. Ủa, thiệt tình. Vãi thật. Ok, mà nói chung win là được rồi. Ê, bây giờ tao là người nha. Thì không qua. Thiệt, tao là người, mày là cái gì? Người Gì vậy? cho vui với tao là người á. Mày là người chắc không? Mày đang đâu? Tao Ui, nghi tao ngờ lắm đang nha, có súng nè. có chắc là người không? Chắc. Tại vì game này Ui, nó sinh sao vậy? hoạt bây giờ con mới để ý nha, game này nó sinh hoạt khá là ý. Con mới vừa quay lại là con thấy nguyên một thằng alien rồi. Đùa Tao mới à? lượm thêm được một cái ghế, một cái đồ chơi, một cái hũ đạn, hay quá. Ôi, dương năm cái tay. Ồ, thanh niên điếm thúi, thanh niên điếm thúi. Mày đâu rồi, mày đâu rồi? Ôi, kinh khủng, nó hốt xác tao gần chết rồi. Đi chung cho vui. Mày đâu? Tao đâu có thấy mày đâu. Tao đang ở ngay cái kho mà container đó. Rồi, thằng này là human nè. Just mày cái. Mày Ok. đâu qua hỗ trợ mày? Mày kênh gì? Thomas Mất dạy, bắn bậy hả con? Superior Thomas. Thomas Thomas. hả? Đọc đúng nha Ờ. Thomas. Rồi 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 rồi, đó. Thompson đó hả? Cái gì? Rồi, tao là người. Mày tên gì? Mày tên gì? Tao là Tyler Reed á. Tyler Reed. Để tao ngó cái tên coi. Rồi thấy rồi. Tao đang đứng kế bên mày nè. Tóc già, tóc ha, tóc nâu. Đâu 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 đâu. Mày là Thompson á hả? Đây đây. Ừ. Vậy để có e mày cái. E coi đi, e coi đi, e coi đi Anh để đang tránh mới bắn có bậy. một cân. Chết cha, nó không có đạn ông nội ơi. Hả hả? Đừng có Đúng lụm, rồi. xuống với nó đừng có lụm. Hồi Mày nãy lụm có đạn hả? nó bắn tao á, bị tao giết lại á. Ôi.
đi kiếm đi săn hay là ý có một cái súng đó nè. Yeah, hay quá lắm. Ở đâu, đâu? À cái hòm nó hình như bên tao nãy cũng có. Ôi, à, súng full rồi, không không quăng này ra đây được. Cần ra. Hả? Quăng được không? Quăng được không? Không quăng cái ồ, men có full rồi, không quăng ra được. Ồ, oh, thiệt tình. Rồi đi 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 đi, đi clip đi, đi clip. Ôi mặt con cướp này cười gian mày. Ở đây nó có một cái gì nè. À, phải đi nhiệm vụ của mình là phải cắt điện. Ui, hú hồn. Ôi, nó cắt hết điện rồi đó. Mà tao biết cắt điện xong làm gì nữa. Ngựa mày, mày tắt hết điện hay đường đâu bắn mày. Không, 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 nó có nhiệm vụ của nó hết mà. Rồi, rồi trong đây nó hùi. Hiện tại bây giờ là tao đang thiếu ngủ nè. Đồ ăn thì có. Ui, thằng nào bật đèn lên vậy? Ăn ăn cái đi, ăn cái đi, đang đói bụng nè, ăn đi, ăn đi. Mày ngó ba cái icon ở dưới cái bản đồ á, thấy không? Rồi có luôn mày, có ít luôn kìa, ít được kìa, ít food kìa. Ờ đó thì ăn đi, bây giờ hiện tại giờ có đang thiếu ngủ nè. Để có bật full map lên coi. Ô, có chỗ ngủ rồi, đi 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 đi, có chỗ ngủ rồi nè. Ê, tao khát nước quên, tao uống nước nữa. Đợi xíu đi coi coi thử. Rồi 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 rồi, quẹ đây luôn, ở đây có nước nè. Đâu 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 đâu. Ôi, hiện tại giờ có hết đạn rồi mày ơi. Trời, tao đi đúng chậm luôn á. Ừ, thì tao đang khát nước giờ, tao đang buồn ngủ mà. Tao thấy Alien rồi, mày đang đâu? Wow! Ê, nó giết tao. Ui trời, hú hồn. Wow, trời ơi, mém chết luôn ấy. Mày đâu rồi? Ho ba, chết rồi, né tao ra đi, hỏi tao chi. Vãi thật. Ui, có đạn, ok, hay quá. Ủa mày Alien, mày lấy đạn chi mày? Không, tao đâu phải Alien. Mày chết rồi mà. Không, không, tao chưa chết luôn. Hả? Có chưa chết, có còn sống nhăn răng ở đây nè. Rồi, tao đang cần nước, help me. Ủa, mày chết chưa? Cho tao nước, chưa ba. Vậy đi ra đây, đi ra đây, mày đâu, tao đâu thấy mày đâu. Từ, để tao coi. Mày đang đứng đâu vậy? Tao đang đứng ngay chỗ toilet đó, mày bật phím mày mờ lên là mày sẽ thấy cái chỗ nào mà có cái chỗ nước á, là tao đang đứng đó đó. Xăm xét, đồ ăn, nước. Rồi, giờ tao đi thẳng về phải, tao sẽ thấy nước. Ủa đi thẳng về phải hả? À, vậy là tao gần vậy là mày gần thấy tao rồi. Mày đâu? Là gì vậy? Hả? À, quỷ trái chứ. Ui, hú hồn. Ui. Mém nữa con bậy. Chết chưa? À, bắn phụ tao. Tao biết mày đâu, tao bắn chứ mới lạ đó. Bây giờ tao đi ngủ cái tao hết, tao buồn ngủ rồi. Ủa chỗ này có chỗ ngủ không ta? À, bên này. Ok. Bây giờ mình cần đi ngủ một tí. À, ôi đi ngủ không ai, trời ơi đi ngủ. Con alien nó đi ngủ chi vậy? Ui, có ai không? Nguy hiểm. Ôi trời heo. Ôi mình đang đi ngủ mà gặp alien luôn mới chịu chứ. Ôi lầy dễ sợ. Đi lộn đường ơi. Này không ai cho uống nước. No. Anh ấy ơi. Trời ơi cho em kem ngủ tới đi. Ôi anh lầy quá vậy. Ôi hú hồn. Ôi thanh niên này cuối cùng cũng chết. Ok, đạn có vẻ như là đủ rồi đó. Chạy quá, trước. Tao đang uống nước. Chạy. Mày đang ngủ đâu vậy? Hả? Mày bấm che lên. Nè, tao thấy mày rồi nè. Mày thông sình nè, tao thấy mày rồi nè, tao đang đứng sau lưng mày nè. Ê, reskill chết kìa. Chạy nhanh lên. Ô, human win rồi. Oh yeah, hay quá. Tao mới uống nước xong rồi tao vẫn chạy không nổi mày ơi. Cái gì? Cái gì mày thiếu ngủ? Rồi ok, dừng clip đi cô. Ok thì mình với Kia sẽ dùng video tại đây thôi, thì bạn nào thấy thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh để nhận nhiều video mỗi ngày nha. Chào mọi người. Ok, bye bye mọi người.